không cho chị ba, chị ba chị dường cho em cho trước đi, em cho trước đi. Chị đã bao em ra kéo nha. Rồi ok. 1, 2. Chị ba chị dường cho em cho trước đi, em cho trước đi. Chị đã bao em ra kéo nha. Rồi ok. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Rồi. 2, 1 từ đầu tiên bắt đầu. Mình nhìn nó. Đó đó đó, anh đoán đi từ. Gần đúng, gần đúng. Hai từ. Đó chính là hai từ. Hai từ lận. Ăn đồ. Đá gà, đá chính xác, ba từ đá. Hay quá. Ngày con Vinh, ngày con Vinh. Từ tiếp theo. Bóp bóp hả? Nhân vật sau lưng đó. À. Đó đây là phân tâm nè. Gì xin tiền nè. Nhiều nó giống trong phim kia nó bị câm trời trời. Đưa 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 đó, đưa 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 đó. Đưa đưa đó. Phát tiền, phát tiền. Gần đúng là gì đây? Tiền. Nhân vật phiên sau. Tiền. Lấy tiền. Chưa đúng. À xin tiền. Chưa đúng. Đây là một tính cách. Ăn diện. Không. Sẽ thua. Tính cách của nhân vật này. Tính bách cách của nhân vật này. Làm biến. Chưa đúng. Tính cách của nhân vật này là gì? Tính cách của Bấu. Tính cách của Bấu là như thế nào? 2, 1. Mê trai. Chính xác. Hai từ. Toàn là diễn đã. Khó quá đi chị ơi. Qua đi. 21 giây rồi. Cái gì? Rõ sao tự khó. Từ thứ 3 đi. Chút nữa mình có thời gian mình quay lại. Tiếp tục. 30 giây rồi. Hết giờ rồi nha. Đúng. Đánh bài. Hết giờ rồi. Đánh bài. Đánh bài. Ngoại từ. Ngoại từ. Không được nói. Không được nói. Không được nói. Đánh bài. Hết giờ. Đánh bài. Hết giờ. Chưa. Ngồi xuống đi đợi Nam. Ngồi xuống. Ủa nó nghe này ở đây có sao em. Mọi người. Ngồi xuống. Mọi người là một. Tiếp tục. Nhảy. Nhảy nhót. Đây là hành động gì? Hành động hôm nay. Ô. Đổi đổi người đi, đổi người đi, cái gì vậy em? Cái gì vậy? Ủa nhau. Đúng đúng đúng, đúng đầu không hiểu nhân vật, không hiểu nhân vật. Gần đúng, gần đúng. Tôi đâu có bị vậy. Thằng này với bộ. À. Giang hồ. Yeah. Có ý kiến cho rằng là anh Ngọc hình như ảnh thương nhưng mà không có công bằng. Thì anh thấy sao anh? Đúng. Dạ. Đúng, thấy đúng rồi. Thấy đúng, đúng. Rõ ràng nếu như mà có thể cố gắng thì một là nên cho hai chị em của chúng ta cùng học, nhưng cuối cùng thì ổng lại chỉ cho cô Châu được đi học. Không không, cái này em phải bên anh hai nha, không phải là anh hai không muốn cho học mà là từ nhỏ cô này đã không ham học rồi, nhưng mà cô viện một cái lý do đó nữa. Bởi vì là sẽ tiền đi chơi mà. Tại vì con Báu sẽ học bị giặt giũ nấu cơm. Không, nói vậy cái đó là giai đoạn sau không đi học nữa rồi mới như vậy. Còn cái giai đoạn đầu á là xin tiền anh hai là toàn mua quần áo mà. Còn Châu là xin tiền đi học nên anh hai phải. Thì cái giống như là hai đứa tương đối, nhưng mà một đứa thì rất là ham học rồi. Này nó còn Châu Báo thì cái tính nó ít tập trung hơn. Đúng rồi. Nên đúng rồi. Lúc... Đây là Châu trả lời nha. Bé không, thì... cái này Ngân nói thiệt. Rồi, tại khi... các bạn là vậy. Cây táo nở hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Vi Giải Trí. Đón xem Mau Kẻ Săn Người độc quyền trên Vion 22:30 thứ tư thứ năm hàng tuần.